Gạo bà con ơi, bún gạo là bà con biết hết rồi không? Bởi vì bún gạo nó rất phổ thông, chỗ nào cũng bán, chợ cũng có, ngoài đường cũng có, trong hẻm cũng có, mà nó bán những cái chỗ mà người ta mua về để người ta ăn được liền, đó là bún gạo nha bà con. Mời bà con chú ý những người bún gạo không ăn được. Vì sao? Vì có cái bệnh này là những người này không được ăn bún gạo bà con à. Những người đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, dạ dày, đường ruột, đó là không ăn được bún gạo. Còn nữa tiêu hóa, đang ốm bệnh á, tiêu chảy, trẻ em 10 tuổi trở xuống 9, 8, 7, 6, 5 á, phụ nữ sau khi sanh cho con bú, bà bầu, là người không ăn được bún gạo. Mặc dù ta biết bún gạo nó rất phổ thông, rất tốt, nhưng những người này không ăn được bún gạo là những người đang bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, dạ dày, đường ruột, tiêu hóa, đang ốm, đang bệnh á, tiêu chảy, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, đó, phụ nữ sau khi sanh cho con bú, bà bầu. Còn lại là ăn tốt, những người ăn tốt bún tươi, bún gạo thì giúp cho khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương, lợi cho xương, cho răng, cân nặng, ổn định sức khỏe, tiêu hóa, lưu thông máu tốt. Tốt quá, cho tiểu đường, các cái loại nữa, tiểu đường, loại bỏ độc tố, có nhiều vitamin, B1, B2, B3, B6, nó tốt vì giờ có nhiều rồi đó, và có này nữa, protein nữa, còn có chất xơ, canxi, sắt, đó. Ăn no cũng được không sao, nhưng mà ăn liền 5 ngày phải nghỉ 2 ngày nha bà con, cứ ăn ăn thoải mái, nhưng mà 5 ngày nghỉ 2 ngày. Chào bà con, chúc bà con vui, trẻ khỏe đẹp nào.